Hello. Chưa nói được hả? Kiếm ông Võ Hồng Yên á, kêu ông móc lưỡi nó ra nói. Tôi nói thiệt mà, tôi chỉ là người truyền tin, mà cứ tự nhiên đi hỏi tôi vụ đó. Nó giỡn chứ anh cứ khấn từ từ đi, từ từ nó hết. Rồi ok nha, chào. Thiên Hữu Tâm hỏi, dạ sư phụ, kiệt tuổi trẻ Việt Nam lúc này cần phải làm những gì? Tuổi trẻ Việt Nam hiện giờ cần phải chuẩn bị 1.000 cánh tay đưa lên, 1.000 cánh tay đưa lên. Phật cứu mình khi mình cầu Phật. Mình phải dùng hết sức mình đứng lên bằng cái bằng chân của mình. Thì lúc đó đó, người xung quanh và chư Phật và chư thần sẽ giúp mình, chứ không có thể mình ngồi đó mình chờ chết rồi mình cứ mong Đức Thầy xuất hiện, mong Kiệt xuất hiện. Cái đó không có. Kiệt cái xuống thế gian này là vì nhiệm vụ, nhưng mà chúng sanh phải phải hướng thượng, phải cầu cha cầu mẹ cầu Đức Thầy xuất hiện. Và là trước tiên những gì xuất hiện đó, mình phải đứng lên, mình phải có cái bản lãnh vậy đó. Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ còn nếu rảnh nữa thì học tiếng Anh rồi ngồi thiền đọc kinh vậy đó, ba thứ. Hello, vụ gì đây? Hello, chào chào, khỏe không? Ở tỉnh nào? Mình nữa mấy tuổi à? 36 hả? Trẻ quá ha. Sao con gọi, có vấn đề gì con? Thì có cảm ứng thì kêu tên, thì tối mình đi về Việt Nam mình không có cần mua vé máy bay, thì mình về mình gặp. Còn tùy theo là người nào có cảm ứng à. Điện có nhà nhờ nhờ là điện Viber được mà. Thì giờ tại vì mình đang núp lùm cho nên nói chuyện được. Chứ bữa giờ mình đi vòng vòng, mình đi giang hồ, và mình đi ra cái chỗ Việt Mi Thao là cái chỗ nó có cái phòng quay á. Còn này là cái điện thoại để lên là quay phải không? Tự biên tự diễn có mình à. Không có ai ngồi trước mặt. Còn thường thường có mấy người ở xa qua thăm á, người ta đông lắm, người ta ngồi trước, rồi cái mình trả lời những người trước, thì không có giờ để trả lời những người trên mạng. Là bây giờ lâu lâu mở ra cái này để cho thế giới mấy người ở xa ai muốn hỏi gì hỏi. Ở đây hả? Ấn thiên à, cái đó là ấn thiên tử. Thời nay chỉ có một người con của ông trời duy nhất xuống trần, không có người thứ hai, mà sao Việt Nam người ta giả quá trời luôn á. Biết là nhiều lúc đó mình cũng không hiểu họ giả được mục đích gì nữa, mà họ không có làm gì cho có lợi cho nước Việt hết, mà họ cứ thích giả vậy. Giống như họ muốn dẫn chơi với cha thượng đế, làm như cha rảnh lắm để cho họ giỡn. Ok, con nói gì nữa không để thôi bắt người khác? Con là tướng mà, nhìn cái mặt là biết tướng rồi. Đã nãy đó mình người truyền tin mà giờ cũng coi cốt khổ quá. Ok rồi,
ráng giữ bi chí dũng rồi chờ chờ Đức Thầy xuất hiện đi, rồi để Đức Thầy coi cốt cho. Ok, và ghét sắp tới rồi, sắp sửa rồi. Hẹn gặp trên đất mẹ. Rồi, gặp nhau trên đất mẹ. Ok, chào. Tam thu niên đại hoàng niên, ao thế giới đảo điên sóng gầm, nhất thu vào ất bốn năm, tam phân xứ xứ trục tam quy hèn, tức là phải trục sẽ đồng theo quy hèn. Tam phân xứ xứ trục tam quy hèn, cọp nhìn trồn cáo vên vang, tớ thầy ba chú dọc ngang mấy thời, biển đông dậy sóng nơi nơi, khởi cơn biển biến loạn, thời cơ tỏ tường, tai ương đến giới tai ương, Phật ơn cứu độ mười phương khổ trầm, nhị thu vào ất bảy năm, chim hiền mỗi cánh trùng chân lạc loài, khỉ rừng đào đá trong tay, khỉ mà đào bằng tay, đào đá mà trong tay, nội ghê hoài. Tác oai một kiếp một lời tinh ma, ba thu dù có bao xa, Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường, ba thu dù có nhiễu nhương, ngôi cao chúa cả phước đường quan lâm, tam thu vào ất không năm, không năm hợp với bốn năm con gà, chu kỳ khởi điểm không xa, ba thu hạn đáo như ta đã truyền, thu này thất khỉ ngã nghiêng, mùa thu này thất khỉ ngã nghiêng, nhưng giờ đang thu, khí yên sông núi phù yên cõi bờ, mùa xuân ta có câu thơ, chúc an tín hữu đôi lời ta khuyên, chào hoa tín hữu cường kiên, giúp đời thành thiện trọn nguyện thương nhau. Con lao đọc mấy bài thơ, thơ của Phật, của Thánh, của Thần, lời thật, việc thật, chứ không phải thơ của Dương Thu Hương hay là thơ của người đời, phải không? Mùa này em ở Cali em bồng phấn quá, cho nên cái bệnh xỉn của Kiện nó trở lại. Đó cũng một những lý do Kiệt núp lùm ở đây, chứ không thôi gặp mấy đệ tử trên núi cũng vui. Với lại quan trọng là mấy tuần trước mấy vị kêu con cần phải bớt ông nghe để giữ gìn sức khỏe, để làm chứ mỗi lần mà đi live stream ở ngoài viện Minhao á nhiều giờ quá. Còn này mình làm 2-3 tiếng cho vui được rồi, cho có.